Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Chuyển đổi số động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Bài viết được đăng toàn văn trên báo Nhân dân, số ra thứ hai ngày mùng 2 tháng 9, trân trọng gửi tới quý vị khán giả. Trong bài viết Chuyển đổi số động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, chúng ta nhận thức rõ ràng, trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, thì lực lượng sản xuất đóng vai trò quyết định sự phát triển của quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất phải không ngừng được điều chỉnh để phù hợp với trình độ ngày càng cao của lực lượng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất không theo kịp sự phát triển của lực lượng sản xuất, nó sẽ trở thành lực cản, kìm hãm sự phát triển tiến bộ của toàn bộ phương thức sản xuất. Từ đó, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta đang đứng trước yêu cầu phải có một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển. Đó là cuộc cách mạng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tái cấu trúc quan hệ sản xuất phù hợp với sự tiến bộ vượt bậc của lực lượng sản xuất. Chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế, xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới, tiên tiến, hiện đại, phương thức sản xuất số. Trong đó, đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng. Đồng thời, quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự thay đổi trong quan hệ sản xuất sẽ tác động mạnh đến kiến trúc thượng tầng, mở ra phương thức mới trong quản trị xã hội, tạo ra những công cụ mới trong quản lý nhà nước, làm thay đổi căn bản cách thức tương tác giữa nhà nước và công dân, giữa các tầng lớp xã hội. Quá trình chuyển đổi số cần được thực hiện toàn diện, đồng bộ, có tính đến mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, nhằm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa phát huy sức mạnh của lực lượng sản xuất hiện đại, vừa đảm bảo bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời đại mới. Muốn vậy, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và người dân phải nhận thức đầy đủ, thống nhất, có trách nhiệm và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội, đẩy nhanh hiện đại hóa, cải cách, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn là tất yếu khách quan để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước ta đang đứng trước vận hội mới, vừa là thời cơ, đồng thời cũng là thách thức trên con đường phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, tạo ra bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước ta, dân tộc ta vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao và gia đình cố họa sĩ Bùi Trang Trước. Cùng đi có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Nhân dịp Quốc khánh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm gia đình, thắp hương tri ân những đóng góp của cố nhạc sĩ Văn Cao đối với đất nước, trong đó điển hình là bài Tiến quân ca, quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được cố nhạc sĩ sáng tác vào năm 1944. Với giai điệu thiêng liêng hào hùng, bài hát gắn liền những ký ức Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 cùng những kỷ niệm khó quên của tác giả. Ngoài quốc ca, nhạc sĩ Văn Cao còn có nhiều tác phẩm, bản nhạc khác có ý nghĩa quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao có tính hiệu triệu, kêu gọi rất lớn, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với những công hiến của mình, cố nhạc sĩ vinh dự được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương Hồ Chí Minh.
vui mừng và vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến thăm và tặng bức hình chân dung Bác Hồ, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ, 79 năm quốc khánh và cũng là dịp 80 năm bản quốc ca ra đời. Bài ca cách mạng với âm hưởng hào hùng này luôn thôi thúc cổ vũ tinh thần, nhiệt huyết và lòng yêu nước của dân tộc. Thắp hương tưởng nhớ cố họa sĩ Bùi Trang Trước, người sáng tác Quốc huy Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi cuộc sống của thân nhân gia đình cố họa sĩ và khẳng định các tác phẩm của họa sĩ Bùi Trang Trước đều là những tác phẩm kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chi tiết, có tính khái quát, nghệ thuật cao, thể hiện sự say sưa tâm huyết của cố họa sĩ. Ngoài sáng tác Quốc huy, cố họa sĩ Bùi Trang Trước sáng tác mẫu các huân, huy chương và biểu trưng của nhiều ngành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thắng lợi của cách mạng là sự nghiệp đóng góp của toàn dân, trong đó có đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đi trước. Vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thăm hỏi tri ân đến các nghệ sĩ. Bày tỏ sự trân trọng và biết ơn tình cảm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với thế hệ nghệ sĩ đi trước, trong đó có cha mình, con gái cố họa sĩ Bùi Trang Trước, chia sẻ niềm vinh dự khi tác phẩm dày công tâm huyết sáng tác trong 2 năm của cha mình được Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân góp ý chỉnh sửa và được Quốc hội lựa chọn là biểu trưng của đất nước. Ngay sau khi sáng tác Quốc huy, cố họa sĩ tiếp tục được nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ tuyệt mật khác. Trong dịp lễ Quốc khánh, Ninh Bình đã đón đoàn khách 4.500 người Ấn Độ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời tại di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Đoàn khách Ấn Độ được chào đón nồng nhiệt tại di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Hầu hết là lần đầu tiên đến Ninh Bình và không giấu được sự thích thú với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và những câu chuyện văn hóa hấp dẫn. Đoàn du khách chia thành nhiều nhóm nhỏ và tham quan đến ngày 3 tháng 9. Suốt hành trình tôi đã tiếp xúc với người dân địa phương, họ rất niềm nở và thân thiện. Tôi ấn tượng với những người lái đò, họ thật khéo léo. Cùng với Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình được chọn là điểm tham quan của đoàn khách Ấn Độ lớn nhất đến Việt Nam lần này. Ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị chu đáo cho đoàn khách lớn này. Thiên nhiên nơi đây rất trong lành, không khí dễ chịu. Tôi ấn tượng với cách phục vụ. Trong thời gian tới thì công tác quảng bá xúc tiến chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa vào thị trường mục tiêu, đó là thị trường khu vực Nam Á và cụ thể là Ấn Độ, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực để làm sao cung cấp một cái dịch vụ du lịch một cách hoàn hảo và chu đáo. Với hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ hiện đang là một trong 10 thị trường du lịch lớn và tiềm năng của Việt Nam. Đây cũng là đối tượng khách đặc thù với những yêu cầu khắt khe. Do đó, việc đón tiếp thành công đoàn khách lần này sẽ có phần khẳng định và tăng cường nhận diện vị thế của du lịch Ninh Bình, điểm đến hấp dẫn và uy tín trên bản đồ du lịch quốc tế. Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những sản phẩm không gây phá rừng và hợp pháp mới được nhập khẩu vào thị trường EU. Doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng, có kế hoạch tuân thủ và hành động ngay để tránh tình trạng gián đoạn xuất khẩu. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, EU đã ban hành quy định chống mất rừng EUDR nhằm ngăn không cho các dòng sản phẩm xuất xứ từ rừng không được kiểm soát hoặc bất hợp pháp thâm nhập vào thị trường châu Âu, chính thức áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2024. Trong 7 nhóm mặt hàng bị cấm nhập khẩu vào EU nếu quá trình sản xuất gây mất rừng, Việt Nam có 3 nhóm hàng bị tác động chính, đó là gỗ, cao su và cà phê. Trong đó, cà phê chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ EUDR vì chiếm 55% kim ngạch xuất khẩu, khoảng hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là mặt hàng gỗ 636 triệu đô la Mỹ, cao su 252 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đang cố gắng làm thế nào đó để đáp ứng được tất cả các tiêu chí mà EU đề ra, trong đó đặc biệt là cái tiêu chí là không phá rừng. Vì vậy tìm đến những cái vùng mà không phá rừng thì chúng tôi sẽ làm. Bản thân cái yêu cầu của quy định nó cũng là một cái thách thức rất là lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề về truy xuất các nguồn thông tin để có thể giúp cho vấn đề truy xuất các nguồn gốc của các sản phẩm. Và thứ hai đó là thiết lập một hệ thống quản lý theo dõi và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm cũng là một thử thách của thông tin từ đòi hỏi kỹ thuật và hạ tầng cơ sở.
Bên cạnh thách thức, các chuyên gia cho rằng cơ hội cho doanh nghiệp cũng lớn không kém nếu biết tận dụng lợi ích từ những yêu cầu này. Sản phẩm tuân thủ yêu cầu về EUDR và có chứng chỉ của Hội đồng Quản lý Rừng Thế giới sẽ làm tăng tính cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Hơn nữa, EUDR sẽ giúp doanh nghiệp hình thành chuỗi cung ứng sản xuất bền vững theo một chiến lược bài bản về vùng trồng và nguồn nguyên liệu hợp pháp, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng môi trường sống xanh, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện thu giữ nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa lưu thông ra thị trường chưa được kiểm định về phòng cháy chữa cháy. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao cho người sử dụng nếu có cháy nổ xảy ra. Đây là hơn 200 bình bột chữa cháy không có kiểm định chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị lực lượng chức năng thu giữ sau khi kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Theo lời khai ban đầu, các sản phẩm được chủ cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường. Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ 400 mặt nạ phòng độc, có dấu hiệu là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tình trạng mà người dân tìm đi mua những cái mặt hàng về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như là bình xịt cứu hỏa, thang dây hoặc là mặt nạ bảo hộ cũng nhu cầu rất là cao, nên là dẫn đến là các cái cửa hàng kinh doanh hoặc các cái đơn vị bán hàng có hiện tượng là găm hàng và tăng giá và bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra trên 2.200 vụ cháy. Thực trạng trên dẫn tới nhu cầu tìm mua các sản phẩm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tăng cao. Tuy nhiên, việc mua và sử dụng các thiết bị không rõ nguồn gốc, không có nhãn phụ và tem kiểm định chất lượng có thể sẽ không bảo đảm hiệu quả chữa cháy. Đây cũng là một cái mặt hàng mà tương đối trọng điểm và lực lượng quản lý trường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng khác như bên công an phòng cháy chữa cháy để chúng tôi xác định được các cái sản phẩm mà đạt được chất lượng kinh doanh không được tăng giá cũng như là đảm bảo cái nguồn cung đầy đủ cho người dân để phục vụ cho cái nhu cầu phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Trước nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, việc chủ động trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Song để bảo đảm chất lượng và hiệu quả khi xử lý đám cháy, khi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần phải kiểm tra kỹ về tem kiểm định chất lượng, thời gian sử dụng ghi trên sản phẩm, tuyệt đối không nên mua hàng trôi nổi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.